đến đây ra một chút dịp mình anh em vợ chồng mình cái con mình là để vô viếng nhà và mình qua bên mộ mới đi. Xin cha chưa muốn dịp rồi. Bây giờ là mình sẽ làm clip nhỏ nhỏ để chia sẻ với anh em. Và hôm nay là ngày 26 âm lịch tháng 12. Thì khách hành hương và khách tạ người đến tạ ơn cha và xin cầu xin cha thì chưa có là đông mấy. Cho nên hôm nay rất là khỏe. Đi rất là thoải mái khỏe. Mình và chồng mình tranh thủ đi sớm chút xíu để viếng cha. Tại nhiều lúc đông quá thì mình không có tâm sự và cầu nguyện cùng cha được, cho nên mình tranh thủ đi sớm chút xíu nha. Đó, đây là vợ mình là con mình. Đây là khách, cũng có những khách như nước ngoài về. Đó. Tay tàu tùm lum hết á, nhiều lắm. Mà đến rồi cũng có cúng heo quay, dân cha heo quay này. Đó. Đông lắm. Rồi tiếp theo là mình quay vô đây để cho các bạn xem là người ta là nhờ ơn của cha mà người ta tại đến đây để tạ ơn cha như thế nào nha. Có một cái bạn rất là nhiều bạn tạ ơn cha. Rồi thành phố là US Mỹ rồi. À, quét cũng nhiều lắm. Cali nữa nè, có Cali nè, đây nhiều lắm. Rồi quét Cali rồi Australia nè, có luôn. Rồi đây là có Australia nè, rồi Hawaii, quét Hà Lan nè, Canada, ở Đắk Lắk có, New York cũng có nè, rồi tiếp, mấy mẹ chỉ là sơn nước thôi nha bạn, sơn nước thôi bình thường thôi nha, nhưng mà tại sao này là ốp đá thôi, cứ là mấy cái cột này mà người ta đã ghi tên tạ ơn ở đây rồi là hết, người ta bắt đầu ta ốp đá tiếp để đủ để cho người ta để khi cái tên mình vô để tạ ơn nè. Rồi nè, đặt liêu trà bên US cho đi đi đây. Nhiều lắm nha bạn, cột bên kia còn nhiều lắm nha. Đó, phía bên kia, phía bên kia mình coi bên kia có gì. Xem. Này.
cha ngồi đây để mình cầu nguyện với cha, hỏi xin cha như thế nào. Thì cha cũng có nói là anh em hãy về đi, lòng tin Ok của anh cha em cha 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 đi, con đi, con đi đi, đi đâu? con đi qua nó đi. Kỷ niệm mà người ta đã dâng lên cho cha, con kèn, có chén thánh mà này thôi, đây tượng cha đó, không có cái kèn. Mà khi mà anh ta di hài cha về bên kia thì đây bốn tấm ván này là bốn tấm ván hàng, là tấm bốn tấm ván hòm hoặc là quan tài hồi xưa của cha nằm đây nha, còn nguyên các bạn của cha đây. Đây đây là đưa vô đây là để làm bảo tàng của cha, vẫn còn những miếng gỗ này. Đây là những đồ kỷ niệm là người ta đã dâng tạ ơn cho cha. Xin lễ. Đây là bàn viết để xin lễ. Đây có chị đang viết lời cầu xin của mình. Đây là tiểu sử, bản tiểu sử nha.